giảm cân đi nữa thì chết. Thế mình thấy bà khác đi nữa là mình đang thích đi. Vâng, thế chị ở nhà em đi. Thế là chị lại thuê xe chị đi. Thế đi thì đến 1-2 tháng sau chị thích bộ môn này vãi mang. Càng tập càng ngấm. Càng tập mà cảm thấy nó như kiểu là cái tâm trí của mình nó được giải tỏa. Nó thay đổi cái bị vướng bận vào cái ấy á. Xong có một đêm chị nằm. Chị nằm chị nghe một cái ông hòa thượng. Ông nói chuyện như này. Cái kiếp này ấy, mà người khác người ta đến lừa mình ấy, thì một là mình trả lợi cho người ta, hai là kiếp sau người ta sẽ trả cho mình. Chẳng biết đâu là không, chưa chắc đã phải là người ta lừa mình, mà cái kiếp trước mình lừa người ta rồi, cái kiếp này người ta đến người ta trả lại thôi. Thì mình là mình trả nghiệp, nếu mình trả được cái nghiệp ấy thì thôi mình nói sau này mình đỡ khổ. Thế là cái còn sau này nếu mà người ta lấy của mình thì kiếp sau người ta sẽ phải trả cho mình. Thế và bây giờ là mình phải học cách buông bỏ. Người ta cũng nói rằng là một cái lá thôi thì cầm trên tay này nó rất là nhẹ, nó không có một cái gì nặng cả, nhưng nếu mình cứ giữ nó như này cả ngày thì mình cũng không giữ được, bởi vì nó trọng lượng nó không là cái gì cả. Nhưng tay mình để này một lúc mỏi rồi thì mình lại phải buông đi, thì tất cả mọi thứ mình phải buông đi thì nó mới đỡ khổ. Và chị xong đấy ngày nào chị cũng khóc nhé. Xong đấy bắt đầu chị thức tỉnh, chị bảo con chưa chắc nó đã lợi mình đâu, con bé đấy có khả năng là mình lợi nó, bây giờ nó đòi thôi. Thế là từ hôm đấy chị cứ vực dậy chị này, chị không suy nghĩ nữa, không thèm để ý đến cái gì nữa. Ai có hỏi là thế con bé này thì không nói chuyện nữa, bây giờ cái chuyện nó là cái chuyện quá khứ rồi. Chị không thèm nhắc gì đến tên nó nữa mà nó lợi tiền chị. Thế sao tự nhiên nhé, một thời gian nó đi nó làm ăn thì nó có một mảnh đất. Thế nó bảo thôi bây giờ em nói thật lời em không nể ai, thì nó nể chị. Bây giờ chị gọi là người cứu em ra khỏi vũng bùn. Ngày xưa em nợ lần chị thấy không bao giờ chị đòi, bây giờ em giải chị.